Chào các bạn. Tiếp theo hàng về là hàng Ankytunix. Ankytunix thì không thể nhiều được, bởi vì nhiều nó lên tới hàng tỷ. Này là một cái máy xịt ốc. Này là bộ nhân lực chứng từ. Chứng từ để nhiều đây. Nhiều thế. Thư cảm ơn. Delivery note, tiếng Việt còn là biên bản giao hàng. Unbox. Máy này giá gần 100 triệu. Những cái vali rất là đẹp, khá nặng. Máy hàng của nó là CLS-15, tức là bộ nhân lực bằng khí nén. Đó, sản xuất năm 22 luôn này, ngày 1 tháng 3. Đây, 2022 đây. Anh Kỳ Vinh bao giờ anh có một cuốn sổ welcome như thế này. Đó, thì nó sẽ có một cái bảng lực theo áp suất, Newton mét theo áp suất. CLS-15. Đây là một tài liệu hướng dẫn sử dụng như cái này, mình chưa từng dịch gì chi tiết bao giờ. Một lúc nào đó rảnh rỗi sinh nông nổi thì mình sẽ dịch ra tiếng Việt hết để anh em dễ đọc, và khá nhiều chữ. Này nó cho nguyên một loạt cùng series nhiều kiểu, nhiều model, nhưng mà cái nguyên lý hoạt động và cái cách thức sử dụng thì nó đều giống nhau hết, nó chỉ khác nhau về một giải lực thôi. Ok, ví dụ như cây này thì thường này, đây, đúng đây. Là cây súng hơi thôi mà, cái bản đưa khi nén vào đây ấy, thì nó tạo ra chuyển động quay ở trong đây và nó đầu ra ở đây là nó tốc độ của nó rất là chậm, nó có một cái dây vì nó rất là nặng nên nó có dây để cho mình đeo thì cho nên nó có cái điều chỉnh lực này. Theo mình thường sử dụng Newton này, 23 thì 76, 73 thì 223 Newton mét. Nó khác hoàn toàn với lại cái súng hơi mà anh em thấy thợ sửa ô tô người ta hay làm đẹp ở ngoài, đẹp ở ngoài tiệm sửa xe, thì cái này nó khác hoàn toàn. Đó, thì giá của cái này nó cỡ khoảng 100 triệu. Ok, là mình về có một cái thôi, mà thực ra thì cũng không thể nhiều cái được vì nó quá đắt, rồi nguyên lý hoạt động nó khác hoàn toàn. Ok, tập súng chưa? À, chụp chưa? Chính cái tay hả? Nặng quá mà. Chụp nhanh hơn mái tay dữ. Ok. Rất là nặng. Thì trong đây nó toàn là cấu hộp số, toàn binh đăng, toàn sắt, mình làm nghề bán sắt lấy tiền. Ok, không dưới luôn nhá, không dưới của riêng. Thôi ha.